Không chị mình to trồng với bộ. ở nhà mình trồng gì cũng ngon rồi. Em biết tại sao mà nó ấy không? Tại anh bữa anh đào cái hơi cần cho cháu nó không có sâu xuống, để lần sau rút kinh nghiệm đào cho sâu xuống thì à, vậy là tốt rồi anh, cái rễ nó mới ăn xuống được. Cái củ nào bự bự mà nhỏ lên. Dạ con xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Lâu chút. Bye bye. Chào. Nhìn nhìn vô đó kìa. Chào. Giỏi. Nè, cậu ở đây nè. Bữa nay cậu hai cho tính trải nghiệm đi nhổ cải. Hôm nay mình nhổ cải vô mình. Nhổ củ cải. Nắp giật lên đừng có bẻ ngang, giật lên. Ừ. Này cũng ở đây nè. Đó. Dịch lên, dịch mạnh lên. Đó. Đúng rồi. À, mình coi coi còn chỗ nào mà thấy không. Trời nắng cái hà héo quá. Tiger đang mặc áo giáp chuẩn bị lên dĩa rồi cả nhà ơi. Trở thành tái giám rồi. Trở thành tái giám. Này, em. Em. Đây. Tiger vẫn còn đang chưa biết gì. Tưởng được dắt đi chơi. Tưởng đâu là được dắt đi chơi. Mình quá hẹn hồi về chung trở thành tái giám. Đây nha. Vui quá, Tiger vui quá. Được đi chơi, Tiger rất là vui. Đi chơi không về mới đi chắc à. Vui không Tiger? Khoái mừng quẩy đuôi. Bye bye Tiger nha. Chào cả nhà thân thương. Tính này không chào cả nhà nữa hả? Quay qua chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào ông bà. Chào. Vậy đó. Quay qua. Quay qua chào la lớn lên. Chào rồi. Quay qua chào nhà. Chào rồi giờ không chào nữa. Cả nhà đâu? Bữa nay nhà con ăn món cháo vịt. Cháo vịt với gỏi bắp cải. Bắp cải với lại củ cải. Cái lứa vịt của nhà con giờ lớn rồi, vừa ăn từ từ vừa rồi. Nay mẹ bắt được con 3 kg lận. Con 3 kg. Bằng ra còn chắc còn 2,5 kg à. Thank you.
chú Út là dành phần bào rau rồi cả nhà. Nghề của chú Út. Hả? Bà không biết bào. Để cho bà tao bào cái này, cái té thôi. Không biết bào. Trời, người ta bào. Đè xuống. Sao nữa? Bự quá. Hả? Bự quá. Ủa gì cây á? Là bự quá thúc mày. Không nổi của mình nó hay chạy xuống Vũng Liêm đi. Ở nhà lấy cái dao nhà nhẹ đi. Đây một thân bột ha. Hai giờ bị bác sĩ đã về. Để chiều cho nói tại vì sớm cho nó ăn nó nhịn cho nhịn đói nó sao cái để nó bị ấu. Nghe biết có còn không? Cái xác bỏ vô cho nó vui. Để 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm. Là để 2 trái tắc vô. Mình làm đặc đặc á, mình để gừng, ớt đồ. Để vô. Cái này mình làm hơi mặn mặn. Mặn mặn ngọt ngọt. Chấm thịt nó mới thấm. Dạ. Chấm nó mới dị. Chấm gì? Dị. Dị là gì? Dị là gì? Cho nó mặn ngòi ra ngon đúng không? Nó gịch ra đó. Đổ ra hai mỗi gáo gì, đổ ra mỗi gáo. Mẹ, mẹ khoái quay quay này nè. Ba, cái bữa hổm mẹ quên cái mẹ đi đè này, chích mẹ quay 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 được. Chút, đè vậy nè, nè. Trời ơi, cái gì mà xinh nhắc. Mẹ tưởng giống đồ lau nhà. Ừ, đó đó. Nhìn nó quay vậy nè. Hay lúa rồi. Lộn, không phải quên. Hôm nay mẹ gì Trúc mặc đồ gì là đẹp rồi mẹ. Mẹ gì Trúc xinh xinh đỏ đỏ. Cho em nhỏ mừng. Quần áo á, của mẹ gì Trúc á. Vô khung hình đẹp lắm. Dạ. Dạ. Xinh xinh đỏ đỏ. Trúc là đẹp nhất. Vậy mốt là bận màu á. Màu đi cho nó nổi lắm. Trúc mặt đẹp ghê đi Trúc. Chị Tư xấu quá trời rồi thành ra mặt. Mai bộ đồ này đâu mẹ, bận màu xanh này cũng đẹp nha. Bộ đồ xanh này đẹp chứ bộ. Mấy bận màu xanh này đẹp nữa. Em kiếm cái tính bận cái áo dài màu xanh ha. Màu xanh bích. Không biết quay gì. Kiếm quá ra. Sao quá này? Sao nó không đi vậy? Nè. Giữ lại mẹ. Hình như mẹ quay ngược rồi. Phải không? Quay đúng chiều đúng rồi nè. Từ từ rồi. Rồi. Tôi quay từ từ đã nhiều mà phải. Không phải. Không phải. Quên nữa cái này là tại vì nó cứng. Quá tại vì nó không đi nè. Hay làm sao? Tôi quay cho nhẹ nhẹ thôi. Mẹ quay nhẹ tay thôi. Được rồi, dễ vừa rồi. Sao quay không được? Thường thường thấy nó chất cao nữa. Gao khác. Chưa có ăn khớp vô cái nồng dưới trong kìa. Cái nào ăn khớp nào? Đâu có khớp. Nó nhiều quá nó không có ra nặng, bị gì cái rau thì nó nhẹ, còn này nó bị nặng. Nước không quá trời luôn mẹ. Ừ. Vậy nó mới gáo nè. Chơi nhà trời. Cái này là gáo quảnh luôn đó. Nè, còn mấy chút hả? Bớt đường bớt cho nó ra nước. Cái này trộn thêm củ cải đỏ cho đẹp đó nha. Ai xấu lại ăn dạo, ai xấu tao vừa. Dạ thôi không chịu xấu. Ai đẹp ngồi bằng giữa không? Ai đẹp ngồi bằng giữa. Tôi chịu đẹp ha. Dạ. Chứ tự nhiên chịu xấu đi ha gì Trúc. Chịu xấu mà còn phải làm nữa. Thôi để chịu đẹp chứ. Đẹp mà, ủa đẹp mà ai cũng chịu. Nghiệp mấy đứa ở nhà làm nghề ở vườn, ở nhà làm cuốn. Trời. Cục lụng gì bự dữ hả? Nào. Sát không? Đây đưa đây nè, sát này hồi sát luôn nè. Nó để nguyên đi. Chính là mình vớt thịt ra. Có cái giá đỡ lên. Vậy nè, thấy không? Chị lấy cái giá chị muốn của sáu. Đâu có gì đâu.
đâu có gạo đâu. Giờ vịt chín là mình vớt ra. Rồi mình lấy củ cải này vô. Muối này giờ mình nấu cháo cả nhà. Để gạo vô. Giờ mình để gừng với ớt vô nước mắm nha nhà. Không có tỏi hay gì chút? Có tỏi luôn ha. Gừng, ớt, tỏi. Tỏi ớt gừng chứ không phải gừng ớt tỏi. Đậm đà bản sắc dân tộc luôn. Tỏi ớt gừng chứ không phải gừng ớt tỏi. Tỏi ớt gừng. Còn ở bên này là ngò rí, hành lá. Xíu ăn vịt, rồi rau răm trộn gỏi. Còn gỏi luôn đi dốc. Ừ. Làm gì ngồi nhổ lông chú Út vậy? Ừ, nè mày nhổ hoài đi. Giò. Nay hai đứa nhỏ không có chuyện gì làm rồi. Củ cà rốt này mình bóp đường cho nó mềm. Ngon ha, đủ dạ. Màu tím, màu trắng, màu cam, đủ màu sắc. Tắt lửa. Cháo này cũng màu sắc luôn. Ngon lành chưa? Ngon, nãy gì Trúc trộn gỏi thơm lắm mẹ. Lấy đũa nếm coi nhiêu đôi, nhiêu người. Cười, dùng đũa cười. Rồi, bưng xuống xe lấy. Đó không có mệt ba vơ, phù phù cái miệng. Ta học lớp chơi đại học rồi mà. Tôi không chặt từng tổ lên luôn gì đâu. Vô đây chặt. 5 đôi đó cả nhà. 6 đôi. 7 đôi. Ghê không mẹ? Đúng 7 đôi luôn. Hôm nay mình ăn bữa ăn cả nhà lá dừa nha cả nhà. Bên ngoài cũng cái trắng ra rồi nó cũng cái đỏ, bắp cải tím. Thay gơ nè, đi bác sĩ trả về luôn. Chắc đây phải để mày. Mai mốt gì tại sáng lỡ chúng ta lỡ cho nó ăn nữa. Rồi thêm cái bác sĩ ở đây chắc cũng kiểu là ít kinh nghiệm hay sao. Không dám triệt sản. Cho nó đi xuống Vũng Liêm thử coi. Chứ Vĩnh Long xa quá, chở rồi không biết sao chở nó về nữa. Bữa mẹ có chừa lại ăn cặp đấy không? Lẻ không mẹ? Có chừa lại ăn cặp nha. Hả? Ba máy. Rồi xong rồi. Đây 11 con có 3 máy à. Đem lên. Chị đem lên đi chị. Đứng lên. Vinh lên. Nhìn nè. Nè. Vịt. Cái con này nè. Vịt. Vịt. Cái này không biết rồi. Con vịt. Cạp. Không biết rồi. Còn cô Tính nè. Con vịt. Vịt hả? Vịt. Ừ, giỏi. Cháo vịt. Cháo vịt. Cháo vịt. Cháo. Cháo vịt. Vịt. Cạp. Rồi nó nè, nó nè. Cháo vịt. Cháo vịt. Ừ, giỏi. Nói được hơn chi. Chị không biết nói, không nghe không rõ, nó nghe không rõ. Không biết miệng đâu, có phát âm nữa chú Bình. Ừ. Thấy miệng này phát âm được không? Ừ. Rồi xong rồi cả nhà dùng cháo dịch với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà dùng cháo. Cháo dịch sim. Cháo dịch sim, cháo mắm gừng. Ủa này ai? Tôi nói đó. Dư rồi.
Đâu có gì ở đây. Ừ. Chà, nước mắm đặc quẹo luôn cả đó. Rồi, mang cả nhà nha. Anh gói hết tẩy luôn á. Ngon quá. Gói ngon ghê luôn á. Nè. Bộ em không ăn thịt vịt ta? Sao kỳ vậy? Không kỳ mới biết nha. Vậy đó. Nè, cho ăn cháu này, ăn cháu không đi con. Vết vết rồi đi. Đó. Ăn đi. Dịp gì đâu không ăn trời. Xe bù hả? Xe bù hả gì không ăn vịt. Cháu nước mắm nè. Cháu nước mắm nè. Ăn thử một cái ngon tuyệt vời luôn. Nhanh lên. Không có chấm càm. Không có chấm càm. Ăn. Ừ. Chị hai gắp đi. Còn kia? Không phải, ấy luôn ăn chị không hết. Đâu có gì đâu mà không ăn mình như này. Ngon mà ăn được ngon rồi. Gấp gấp thì nó vô nè. Gấp này vô. Ừ, gấp đó, ăn hết trơn rồi đó. Ừ. Sao kỳ vậy? Gấp này vô. Sao ăn được không? Được không? Ăn được không? Ngon không? Trả lại. Ngon không? Dạ ngon. Để hết đi. Ăn hồi trắng trắng à. Dạ ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Ừ. Hấp cháo vô. Cái muỗng tôi nói được. Nè, cho cái muỗng nè. Cầm muỗng. Cầm muỗng bên đây nè, cầm muỗng tay bên đây. Đũa tay bên đây. Ừ. Cầm muỗng bên đây. Tính sao á? À, chị hai ăn ngon lành kìa, ăn hết tô cháo rồi kìa. Thổi, thổi. Kêu chị hai gấp thịt đó. Cầm lên thổi. Này trứng à, trứng hồi là không có mới được, em mới cơm cho nó ăn mà nó thấy cơm nóng nó cũng không ăn. Thổi. Quay vô đây. Quay vô đây. Quay vô đây. Quay mà quay lưng, quay mặt vô đây. Ừ, thôi quay không mày. Thổi. Ừ, cặp lên thổi. Ừ. Tự thổi chứ không ai thổi đâu mà làm nũng làm neo. Thử có con tay à. Thổi vô vừa để chăng ra ngoài. Đó. Quen. Nhăn nhìn mặt thấy cưng lắm. Rồi mà cưng vô lây á. Gấp thịt cho em con. Bữa cha nó ra ngồi cái bên uống nước lại kêu cha đi uống nước liền. Ê, kêu cha đi gốc nước. Nước liền. Ai kêu không đi á. Ai kêu không gì á. Để hỏi là chị Hương có ăn vịt không? Ừ. Thằng cháu không chứ không ăn vịt à. Nãy ép lắm mới ăn. Ép lắm ăn miếng cục. Trời hôm qua chậm lại vậy. Chị gấp ừ, đi cái muỗng. Ăn rau. Nói chị ăn rau. Dạ ăn rau đi. Ăn rau chứ không ăn vịt. Xe bùa, xe bùa không ăn rau giúp cá không ăn vịt. Anh Văn đâu ngủ anh ăn gặp bữa ăn cơm. Cháo nhừng. Cháo ngon quá. Gan dừa, gan dày nó có dừa ngon. Ăn cháo nha. Cái vịt phải chấm với mắm gừng. Em không có ăn thịt vịt hả? Ăn không? Em á không có ăn thịt vịt hả? Sao vậy? Sao để vô nó không ăn vậy? Ăn đi. Cười. Ăn rau. Ăn rau chứ không ăn thịt vịt. Em khó ăn quá. Hôm nay có món vịt rồi con. Không ăn cho mà ăn rau với ăn cháo. Nó có cơm chuộng nó phải.
nước mắm mà ăn. Ừ. Gỏi ngon ghê. Đó, nó gấp kìa. Ngon. Gấp bên đó kìa. Hồi nãy không có anh đây chừng cái gì vậy? Ừ. Có anh đây có cái chừng chừng đâu. Chi nó gấp miếng thịt cho nó. Miếng thịt không có xương luôn nha. Vậy mà trưng mắt con chi ghê lắm. Làm thấy ghê lắm. Đâu chừng thử coi lại coi. Đổ một lùm. Ăn. Không dám quay qua trừng cậu ha. Trừng coi thử coi. Coi nó giữ coi nào. Rồi chắc mẹ nhóc đốm. Đâu hồi nãy chi gấp mà. Chi gấp mà mẹ, chi gấp nó trừng. Thấy rồi. Làm như là nó không có để vô cháo nó ăn. Để ngoài nó ăn. Để cháo cái nó vũ hay không? Vũ chừng nào thôi vậy là lấy cái chén cho nó. Lao miệng. Nè giấy nè. Chắc đi lấy cái chén ấy cho nó đựng. Ừ. Giỏi. Ăn luôn hết chứ làm gì. Bàn sạch. Bàn sạch không sao. Ăn. Ừ, bàn nãy tao lau rồi. Mày cầm đâu hai ba tay dữ vậy? Giấy thôi. Ừ, bỏ đây, ăn cái này. Trứng gà ăn. Nè, ăn cái này nè. Cầm cái chén lên. Cầm cái chén lên, húp nguồn chén nước mắm luôn. Ừ. Ăn hồi lên máu luôn. Con hai thiệt chứ. Chó nó ăn vậy? Ừ. Đó. Bỏ vậy là cháo dính. Bỏ vô cháo dính thấy ghê hay gì vậy? Để lắm à. Để nó ăn thì dịch chứ không ăn đâu. Ừ. Trứng. Ăn tao sạch sẽ nè. Để vô cháo không chịu. Cái gì? Như cháo nóng quá. Ăn không được. Đó. Mẹ sáng ngon lành luôn kìa. Ừ, có đùi nè. Ừ. Cho hai cái đùi nữa. Cái gì nhắn gì? Nhắn gì? Cho mẹ ăn rồi mẹ nghe mặn. Này mình cưa cái cây mận với cây gừa này. Cây này không biết cây gừa hay cây xanh không biết. Cưa cho nó trống. Để nó rụng xuống đây dơ hồ với nó tiện khúc củi củi luôn. Tiện nha luôn. Mình chặt về mình lấy củi luôn. Phải cưa mới được anh chứ mình không mới chặt bằng rựa được. Cưa dễ dễ. Mấy cây bự á. Cây nó bự quá, cây nó bằng bắp đùi mà bằng mình luôn à. Ăn cháo. Cái đùi rồi. Đùi hai ức hai đùi rồi. Hai đùi với hai ức rồi. Chỉ có hai cái đùi mà hết tính hai cái đùi không cho chi cái đùi nè. Ừ. Em ăn cháo mấy chén? Một chén. Ngon quá hả? Ngon quá. Cháu kêu em thêm chén nữa. Kêu em coi. Kêu rồi. Nó cũng được. Nói gì hai em nói nhau á. Hai chị em nó hiểu. Nói được hai ba chữ. Ăn cháo nữa không? Đúng rồi. Đâu con? Đem con. Xuống. Đem xuống. Đem xuống dưới. Cây. Rồi nó đổ đem ông thần. Hay là nghe lật đật đi ra nhìn kìa. Đó. Đâu quá nãy nãy rồi. Mai bằng vịt nữa. Bằng vịt ăn vịt từng để thôi không? Khi ra nữa nó không ra nữa. Thôi hả? Ủa đuôi ra. Nó không? Không. Cái mận này lúc trước nó đứng á. Mà nó lỡ lỡ với cái nằm sát với mừng luôn.
Cái gì? Ông bầu mà không sao. Đợt đi bơi xuồng dình dình cho mấy cái tre với ông bầu cũng quậy gì. Nó đưa đất ra ngoài á. Cây cây gừa với cây mận nó hòa chung vô thân luôn à. Nè cái mà gốc nằm nè. Cây gừa giờ nó ăn luôn cây mận luôn rồi kìa. Nó ôm cây mận luôn à. Cây này bán 7 tỷ à. Mình chờ lại một cái khúc gà với nhánh lên để cho nó mát. Rồi câu cá làm món làm xích đu cái đó đó xích đu.